Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay đây là một sản phẩm mà được rất là nhiều khách hàng mong đợi các anh chị. Toyota Fortuner máy dầu số tự động nha các anh chị. Máy dầu số tự động là một sản phẩm rất là hot hiện nay. Vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa chạy khá là khỏe nữa các anh chị. Huy thông tin cho anh chị về sản phẩm. Chủ xe mua xe tại công ty bên Huy là vào tháng 11 năm 2019 và bảo trì bảo dưỡng cũng khá là đầy đủ các anh chị. Xe này biển số thành phố cho nên là anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Xe màu nâu đi khá là sạch các anh chị. Và tình trạng xe thì odo chuẩn của xe là 53.000 cây số. 53.000 cây số. Thì Huy sẽ mời các anh chị và các bạn cùng Huy mình đi chi tiết về sản phẩm. Đây ga lăng, mặt chrome, túi cản. Đó, sáng bóng và mới anh chị nha. Xe thì bên Huy sẽ tiến hành làm marukuri, làm đẹp. Đây có đèn cản này, rồi ốp đèn mạ chrome, khe hở với các chi tiết. Bên Huy sẽ tiến hành làm maru, làm đẹp. Đó, phần vỏ. Tuần thứ 37 của năm 2019 nha các anh chị. Đó, màu nâu, anh chị nhìn cái độ sáng bóng và độ mới của sản phẩm ha. Về mặt sơn, bên Huy chưa làm maru, chưa đánh bóng nha. Nhưng mà chất lượng thì khá là ổn các anh chị. Đó, tay nắm, cửa mặt chrome. Che mưa, giãn phim. Ốp nắp dầu. Đây, phần vỏ này anh chị xem. Đó, sau bên tài. Xe thì vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ, cho nên có bất kỳ vấn đề gì thì anh chị có thể đem đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được kiểm tra và bảo hành cho anh chị. Yên tâm nha. Đây, camera gear. Fortuner, mặt chrome. Cảm biến khoảng cách phía sau. Trang bị hai cảm biến. Vỏ sơ cua. Gầm bệ. Đó, anh chị nhìn ha. Xe đã được hãng bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng, cho nên anh chị không lo gì cả. Huy quay sơ bộ để anh chị xem về chất lượng của sản phẩm để mình đưa ra quyết định mua sản phẩm. Anh chị có thể đặt hàng online cũng được anh chị. Rồi sau khi mà bên Huy hoàn tất marukuri làm đẹp rồi, anh chị đến là lái luôn cũng được. Đó. Sơ bộ cho anh chị nắm về phần ngoại thất của chiếc xe Fortuner máy dầu 2019 này. Tiếp theo Huy sẽ mời các anh chị và các bạn cùng Huy mình đi xem phần nội thất bên trong để mình đánh giá về chất lượng của sản phẩm nha anh chị. Huy mời các anh chị và các bạn cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong. Tapi, cốp sau. Ok các anh chị. Bộ lon con cán. Cốp đường đồ rộng rãi ha, rộng rãi các anh chị. Cốp để phía sau. Mình có thể gập một hoặc là hai băng ghế xuống đều được. Ghế bật da. Mỗi thằng ghế đều trang bị hai cửa gió điều hòa. Xe này được trang bị hai dàn lạnh nha các anh chị. Fortuner siêu tiết kiệm nhiên liệu các anh chị. Bền bỉ, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ. Chất lượng của nội thất bên trong còn khá ổn các anh chị, 2019 ha, còn rất là đẹp luôn. Ngồi sẽ rất là thoải mái các anh chị ha, ngồi thoải mái rộng rãi, gầm cao các anh chị ha. Đây là một chiếc SUV gầm cao. Hộp số tự động 6 cấp, những chi tiết ốp gỗ rất là đẹp luôn, hệ thống điều hòa. Có đầu DVD, camera hành trình. Ghế bên tài chỉnh điện các anh chị nha. Còn vô lăng thì có bọc da ốp gỗ ha, đầy đủ. Có lại chỉ số trên vô lăng luôn. Đây, công tắc lên xuống auto một chạm chống kẹt. Gập gương tự động. Ghế chỉnh điện. Bên Huy chưa có làm marukuri, chưa làm đẹp ha. Sẽ tiến hành làm marukuri làm đẹp các anh chị. Đèn odo 53.000 cây số. Có camera hành trình.
anh chị xem qua ha, rộng rãi thoải mái. Thì chủ yếu là chắc xe đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng ha. Anh chị nắm về vấn đề giá cả, rồi anh chị có nhu cầu thì qua Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy mình xem thực tế về xe để thử xe ha, để mình xem chất lượng của sản phẩm này như thế nào. Cabo rất là nặng các chị ha, Fortuner ha, cabo mọi thứ khá là ổn các chị, động cơ hộp số. Bên Huy sẽ bảo hành, xe vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Đó. Và bên Huy bảo hành cho mình là 1 năm 20.000 cây số ha, 1 năm 20.000 cây số. Fortuner máy dầu ha, số tự động, biển số thành phố 2019, cuối 2019 các anh chị. Xe đi được khoảng 50.000 cây số. Và giá bán hiện tại chắc anh chị cũng rất là quan tâm, 972 triệu là giá của sản phẩm hiện tại bên Huy đang chào bán. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sửa sản phẩm này. Sản phẩm thì bên Huy sẽ cam kết với anh chị là đảm bảo xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Và về phần động cơ và hộp số thì bảo hành cho anh chị đầy đủ. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng. Rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.